Xin cảm ơn sự đón xem của quý vị. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa do ông Trần Quang Duyệt phụ trách. Mở đầu là phần Không Quên Đồng Đội, kêu gọi hải ngoại trợ giúp thương binh tại Việt Nam. Sau đó là giới thiệu tác phẩm Nhớ Về Người Lính Năm Xưa. Và sau cùng, ông Trần Quang Duyệt sẽ gửi đến quý vị bài nói chuyện với chủ đề Nhảy Dù Cố Gắng. Vân Anh xin kính mời quý vị đón xem sau đây. Tôi là Trần Quang Duyệt, xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN và đài gia đình quân đội. Thưa quý vị, trong chương trình truyền hình Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 11, mời quý vị theo dõi các phần chính sau đây. Phần thứ nhất, Không Quên Đồng Đội. Trong phần này gồm các tiết mục sau. Thứ nhất, Trời Sẽ Tối, Tiếc Thương Rồi Sẽ Hết của Mũ Xanh Nguyễn Khoa Lạt. Thứ nhì, Yểm Trợ Thương Binh của Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến. Thứ ba, Đêm Cánh Hoa Dù do Chi Hội Mũ Đỏ Vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức. Phần thứ nhì của chương trình giới thiệu tác phẩm Nhớ Về Người Lính Năm Xưa của Mũ Đỏ Đoàn Phương Hải. Và phần thứ ba là phần sau cùng với chủ đề của chương trình ngày hôm nay, Nhảy Dù Cố Gắng. Thưa quý vị, nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã phát biểu trong một buổi gây quỹ trợ giúp thương binh như sau. Có những món nợ mà chủ nợ không dám đòi, nhưng con nợ nhất định muốn trả. Vẫn ám ảnh tôi mỗi khi nghe anh nhắc đến hai chữ thương binh. Cùng với tâm huyết và ân tình, nữ khoa học gia đã tham gia rất nhiều chương trình gây quỹ giúp thương binh. Lời nói và hành động của bà, không ít thì nhiều, đã an ủi cho những người đã bỏ một phần thân thể trong cuộc chiến chống lại tập đoàn tay sai của đế quốc đỏ. Bây giờ, thời gian đau nhức và hận thù vẫn còn đè nặng trên vai thương binh. Nhân đọc bài viết của Mũ Xanh Nguyễn Khoa Lạt, tiểu đoàn 7 Hùm Xám, nói về thương binh thật xúc động. Xin mời quý vị theo dõi phần trích đọc. Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết. Đây là lời nói của một thương binh ở trong nước thốt lên, đưa một hình ảnh chung của những người lính sau năm 75 còn lại. Không thừa và cũng không sai, một buổi sáng kéo dài, những hoạt động sáng, trưa, chiều và đến tối, mọi vật sẽ ngưng nghỉ khi chúng ta nhắm mắt ngủ. Nhớ lại những ngày tháng chiến trận, mọi chuyện đều có thể xảy ra khi đang nói, khi đang ăn hay đang ngủ. Viên đạn không mất và không từ một ai. Không ai biết chuyện gì xảy ra ngày hôm sau, nhưng cuộc chiến đã trôi qua 36 năm. Trời đã tối bao nhiêu đêm và còn lại bao nhiêu người của cuộc chiến. Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết. Không phải là một lời than vãn, một lời tự an ủi, mà một điều nói tự nhiên của cuộc sống. Vâng, đời là thế. Một người trẻ nhất trong cuộc chiến năm 75, nay đã 60 tuổi. Cái tuổi coi như cuối cuộc đời, còn làm gì được nữa. Thêm vào đó, trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết. Rồi có một ngày, những nhân chứng của cuộc chiến sẽ đi vào buổi tối. Đâu còn ai để chứng minh cho cuộc chiến lẽ phải nằm ở đâu, ở phía nào, nhất là sự gian xảo của Việt Cộng đang bôi bẩn lịch sử của dân tộc. Con người sinh có ngày, chết có ngày, trẻ vui có ngày cưới, già có ngày cha, ngày mẹ. Nhưng có những người ngày sinh thì có, ngày chết thì không. Ai không cha, không mẹ, không anh em, con cháu, ai không có tình thân, nhưng tại sao những người này phải chọn một cuộc sống đơn côi cùng vài người bạn cùng chung cảnh ngộ? Họ không đủ chân, đủ tay, thân thể không toàn vẹn và đã hy sinh cho cuộc chiến. Hôm nay, dù có nhận được một giúp đỡ, cũng chỉ là một bữa cơm thêm tí thịt. Cuộc sống không có gì, không phải than thân trách móc, nhưng làm sao thay đổi được sự thực. Áo quần rách vẫn là vật che thân, đói khổ là chuyện hàng ngày. Xưa không chết trận, chả lẽ nay chết vì đói sao? Thái độ thờ ơ buông xuôi, không cần thiết tha gì nữa, vì người đã nếm đủ mùi vị hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Thêm vào đó là sự đau nhức của thân thể khi thuốc men không đủ. Thưa quý vị, trước khi trời sẽ tối, trước khi tiếc thương và rồi sẽ hết, ban biên tập Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa xin quý chiến hữu nhớ đến những thương binh tại quê nhà đang trông chờ sự hà hơi tiếp sức của chúng ta, nhất là trong những ngày lễ lớn. Thương binh Thủy Quân Lục Chiến. Tổng hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam vừa phát động chiến dịch toàn diện để yểm trợ thương binh của binh chủng. Chúng tôi qua chương trình này xin kêu gọi tất cả các chiến hữu Thủy Quân Lục Chiến cùng thân hữu tại hải ngoại hãy tiếp tay với Tổng hội để thương binh của binh chủng có thể bớt đi một phần nào đau nhức của vết thương khi vật giá đang trên đường phi mã và mùa đông đang tới. Chi phiếu xin gửi về Mũ Xanh Võ Phi Hùng, 1447 East Jefferson Avenue, Des Moines, IE 50316. Yểm trợ thương binh Jack Sinde
Vietnamese Marine Corps Association memo để giúp thương binh. Đêm cánh hoa dù. Vào hồi 7 giờ chiều ngày thứ Bảy 17 tháng 12 năm 2011, Chi hội nhảy dù vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận sẽ tổ chức đêm cánh hoa dù tại nhà hàng Tần Tài để trợ giúp thương binh của dù tại quê hương. Ban biên tập Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi tất cả các hội đoàn quân cắn cảnh trong vùng hãy tiếp tay đêm cánh hoa dù được thành công và thương binh dù có một mùa đông bớt lạnh, bớt đau nhức và một mùa xuân nồng ấm tình quân dân và chiến hữu. Phần thứ hai của chương trình giới thiệu tác phẩm Nhớ về người lính năm xưa. Thưa quý vị, ban biên tập Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa nhận được Nhớ về người lính năm xưa do tác giả gửi đến. Khi có dịp, chúng tôi sẽ trích đọc tác phẩm Nhớ về người lính năm xưa để mời quý chiến hữu cùng theo dõi. Và Mũ Xanh Cao Xuân Huy đã viết trong tháng 3 gãy súng như sau: người đánh thì không viết, người viết thì không đánh. Và đây là một tác phẩm theo đúng yêu cầu của Cao Xuân Huy, người viết đồng thời cũng là người tham dự trận đánh. Qua điện thoại, chúng tôi đã có một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với tác giả Mũ Đỏ, Đoàn Vương Hải. Ông cho biết, Mo chỉ muốn nói lên một cái chân tình của những người cầm súng. Có ai được gắn huy chương, được gắn cấp bậc khi đếm xác anh em, đồng đội hay không? Một người Mỹ chối bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi, lăn xả và cứu một người bạn Việt Nam đang bị thương tại Charlie. Phải thấy được bước chân của người lính mới thấy rõ được hình ảnh của chiến tranh Việt Nam. Hôm nay, xin gửi đến tập thể Người Việt tị nạn Cộng sản, quý chiến hữu, đọc tác phẩm này để thấy sinh hoạt của khóa 19 trường võ bị quốc gia Việt Nam nói riêng nhưng có lẽ cũng là sinh hoạt chung của các chàng Alpha Đỏ. Cố vấn, ông là ai, ông làm gì, đặc biệt trong trận chiến tại Charlie. Tình thầy trò trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do. Tinh thần chiến đấu cao độ của các quân binh chủng trong cuộc chiến Việt Nam cũng đã được tác giả đề cập trong tác phẩm Nhớ về người lính năm xưa. Đặc biệt hơn cả, tác giả luôn ca ngợi hệ thống chỉ huy của quân đội, vẫn kính trọng những cấp chỉ huy, những bậc đàn anh của mình trong cuộc chiến, cho dù chiến trận không còn. Một điều thật hiếm xảy ra trong sinh hoạt bây giờ. Một tác phẩm về lính không thể thiếu trong tủ sách gia đình, nhất là lính và những người yêu lính. Để có sách, xin liên lạc với tác giả qua số điện thoại sau 408-752-0653 hoặc email haidoan43@yahoo.com. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin bước qua phần thứ 3 của chương trình với chủ đề Nhảy dù cố gắng. Trong phần này, cho phép tôi được sơ lược những lý lịch của các nhân vật trong chủ đề. Thứ nhất, Đại tá Hùng, chiến đoàn trưởng chiến đoàn nhảy dù. Thứ nhì, bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn. Thứ ba, Phi, y tá dù, con trai của Đại tá Hùng. Và tôi xin được bắt đầu với các nhân vật chính sau đây, Hùng già. Nếu như ai có ám số chuyên nghiệp là dân bóp cò, thêm một chiếc thâm niên trong binh chủng dù, thì chắc chắn không xa lạ gì với cái tên Hùng già của sư đoàn dù. Vâng, đó là tên gọi thân thương của một vị đại tá chiến đoàn trưởng nhảy dù, Đại tá Hùng. Ông đã đi từ lính lên đại tá. Nếu chỉ nhìn một cách phiếm diện thì không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ của một người tác chiến, sinh tử không có khoảng cách, thì cuộc đời binh nghiệp của ông đáng để chúng ta phải suy nghĩ và kính trọng. Thưa quý vị, ngày xưa trong giới ca khi, mỗi khi quen một vị nào lớn chức, lớn quyền hoặc lớn cấp bậc hơn, thì thường hay bị đeo hỏi, can ông bắn có tới hay không? Trong trường hợp giữa Đại tá Hùng và tôi, xin phép cho tôi được trả lời như sau. Nếu là đại bác 105 của dù hay thì quân lục chiến thì gần quá. Nếu là đại pháo 175 của quân đoàn thì xa quá. Tác giả hiệu quả là đại bác 155. Để yểm trợ các đơn vị bộ binh và xin tùy quý vị đánh giá sự liên hệ của chúng tôi. Thưa quý vị, khi được bà cô cho biết gia đình anh Hùng có mời tôi lên ăn dỗ, tôi nhận lời và đến ăn dỗ. Được biết hôm nay là dỗ của cháu Phi, con trai của Đại tá Hùng. Trên bàn thờ khói hương còn đang quấn quyện chân dung của Phi. Cả nhà không ai muốn đề cập tới Phi. Vài lần định mở miệng thì chị Hùng cùng bà cô ra dấu cho tôi không nên. Ăn xong, hai anh em kéo nhau ra bàn khách nói chuyện. Chắc chú biết chuyện nguyên nhân tại sao cháu Phi bị xử bắn chứ? Đại tá Hùng mở đầu câu chuyện. Em nghe nói. Tôi đáp, nhưng em không tin đó là sự thật. Vì dư luận nói rằng Hùng già bắt con nộp để Việt Cộng xử tử. Đại tá Hùng ngồi im, ông kéo một hơi thuốc. Chậm rãi ông nói, hổ dữ đâu nỡ ăn thịt con, huống chi Hùng già này, một Hùng già của nhảy dù. Khi anh rời dù về sư đoàn 25 thì cháu nó xin gia nhập nhảy dù, không cho gia đình biết. Nhưng qua lý lịch, họ biết Phi là con của Hùng già nên cho nhảy dù, nên nhảy dù cho cháu về học y tá và đi theo tiểu đoàn một thời gian. Thằng này ba gai lắm, các cấp chỉ huy dù không ai nỡ phạt nó. Vì đánh con
phải nể cha, nhất là binh chủng dù. Một binh chủng mà tinh thần gia đình rất được tôn trọng. Sau cùng tiểu đoàn quân y cho nó về với ông bác sĩ dì bạn chú đó. Tôi đã lời, dạ bác sĩ còn đúng. Ông này rất nhiều nghề, nhất là về võ thuật. Nghe nói ông ta có đệ thái cực đạo, đệ tam hoặc đệ tứ đẳng gì đó. Nên mấy chàng ba gai sợ lắm. Thằng bé vào khuôn phép đến nỗi chị đã bàn với anh đi hỏi vợ cho nó. Nhưng chưa kịp. Đại tá Hùng bỏ ngang câu nói. Ông thở dài. Xin được nói, đại tá Hùng bị mất thị lực 100% trong một tai nạn. Lúc ông và cố vấn Mỹ về họp hành quân tại Bộ Tổng Tham mưu. Chú thấy đó, nhà anh lúc nào cũng có hai tên bộ đội luẩn quẩn trước nhà. Một hôm, nó xin tiền mẹ đi nhậu, chị không cho, cầm roi dọa đánh, nó chạy ra cửa. Bị hai tên bộ đội bắt đi và giải về huyện đội. Sau đó, họ tổ chức họp để kết tội nó là thiếu niên phạm pháp hư hỏng và lập tòa án đặc biệt để xét xử. Vài lần, những tên chỉ huy đến gặp chị và ra điều kiện nếu anh đứng ra xin lỗi cách mạng, đảng và nhà nước về hành động sai trái của Phi thì chúng sẽ trả cháu về gia đình quản chế. Nhưng chú biết anh, Hùng già nhảy dù. Phiên tòa được tổ chức và trên ghế chánh án nói nếu anh Hùng là cha của tội phạm đứng lên xin hứa với cách mạng và nhân dân bảo lãnh con mình về giáo dục tại nhà thì đảng và nhà nước sẽ giao tội phạm về cho gia đình xử lý theo đúng chính sách khoan hồng và nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh. Anh từ từ đứng dậy, bỗng nghe Phi nói, đừng bố, con làm con chịu. Sau đó không nghe cháu nói gì nữa, anh nghĩ tụi nó đã bịp mồm thằng bé. Anh nói đủ cho mọi người cùng nghe, cả đời. Hùng già chưa hề xin ai một điều gì, hôm nay tùy các anh. Nói xong, anh ngồi xuống. 15 phút sau, nghe súng nổ, anh biết chúng đã bắn thằng bé rồi. Gia đình anh dẫn tới chỗ cháu, anh xoa đầu nó và nói một câu mà bây giờ anh vẫn nhớ. Phi, con can đảm hơn bố nhiều lắm. Đó là nguyên nhân cái chết của cháu. Có dịp gặp anh em dù, nói cho anh hiểu, Hùng già nhảy dù vẫn là Hùng già của gia đình mũ đỏ. Tôi đứng dậy ra về, ghé tai anh nói, hổ phụ sinh hổ tử. Nhảy dù, cố gắng. Anh siết tay tôi. Thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 11 của chúng tôi. Xin đa tạ. Thưa quý vị, tiết mục Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với ông Trần Quang Dược cũng đã kết thúc chương trình truyền hình bản tin hoa tình đốn tối hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Văn Anh xin kính chào.